nói một lần là nhai hoài đi nhai lại miết từ đấy ra. Cái hình thức quan trọng lắm được. Chị mặc nhếch nhác lên đây à. Đây ai khen nó có ai chê rồi. Nó không cho nó kìa. Có hai đứa con gái bế lên hông là xong như có gì đâu, đơn giản. Ba thằng con trai thì nó đi năm gà. Giá tàu châu ngày nào phải đọc cái cho thuộc tên. Giáp anh Đức, giáp Bảo Châu, giáp anh Thiện, giáp anh Dũng, giáp anh Khoa. Ở được cái gì ấy, bé khỏe bé ngoan à. Rồi về nhà giám nha. Bà này tên gì à? Giáp anh Dũng. Rồi xong rồi. Giáp anh Khoa, giáp anh Đức, giáp anh Thiện, giáp Bảo Châu, giáp anh Bảo. Họ giảm đâu mà. Cái mũi thôi đúng không cô? Cái mũi nè. Dạ.